Thưa quý vị, những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nói chung và phụ nữ quận Liên Chiểu nói riêng đã được chú trọng triển khai thực hiện. Đặc biệt kể từ khi phát động đợt thi đua với chủ đề làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, thông qua nhiều hình thức tiết kiệm khác nhau, chị em phụ nữ Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã phát huy tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ nhau hiện thực hóa các mô hình kinh tế, từ đó vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Bắc đã hướng dẫn các chi hội và tổ phụ nữ triển khai thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế để huy động nguồn vốn tại chỗ, tạo điều kiện cho chị em khởi sự khởi nghiệp. Một trong những mô hình kinh tế được các chị em trong chi hội áp dụng nhiều đó là hoạt động sản xuất nước mắm. Là hội viên của tổ phụ nữ khởi nghiệp, bà Nguyễn Thị Hòa vui mừng chia sẻ, khi giờ đây nghề làm nước mắm không chỉ là một nghề truyền thống bao đời của gia đình mà còn là cần câu giúp gia đình có cuộc sống ổn định và sung túc hơn mong muốn là hỗ trợ cho các cô thứ nhất là có cái cơ sở để làm phần thứ nhất là kinh tế thứ hai là đất đai để tập trung lại hợp tác xã mắm cho nó đàng hoàng để xây dựng cái 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 quy mô của làng nghề của mình không thể bỏ được đời mấy đời rồi cô cố gắng cô giữ cái mô hình mắm ở chỗ tổ 18 này thì hội phụ nữ phường cũng đã đề xuất ban nghị ban là hỗ trợ giải ngân cái nguồn vốn là đề án 939 là hỗ trợ làm vai và hoàn lại là 70%, còn hỗ trợ luôn cho các chị em là 30% để các chị em có điều kiện là là để động viên các chị em. Với tinh thần đổi mới phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ phương Hoa Hiệp Bắc đã phát huy tốt vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Từ đó giúp chị em tăng thu nhập, tự tin phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo từng bước vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương à, hàng năm chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và định hướng cho các chị em khởi sự kinh doanh à, xây những những cái ý tưởng và đề ra những cái hoạt động cụ thể về cái khởi nghiệp của phụ nữ phải nói rằng cái đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ra đời nó cũng đã tạo thêm cái nguồn lực và chúng tôi có cơ hội để sát cánh cùng với chị em khi mà chị em tự tin hơn để khởi sự kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình làm giàu cho quê hương đất nước. Các mô hình giúp nhau làm kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu không chỉ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong tăng gia sản xuất. Qua đó tạo động lực cho các hội viên góp phần nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.